Chào mấy bạn, hôm nay mình làm cho một tô bánh canh tôm. Nguyên con lót tôm hùm bánh canh. Mình sẽ ăn thử nha. Giờ đầu tiên phải lấy cái con này ra nè. Mình bỏ ra đây. Mình ăn với bơ, lót tôm mình ăn với bơ đi. Còn này là tô bánh canh. Rất là ngon. Mình mới nấu, thấy khói không mấy bạn? Mới nấu. Có những con tôm nhỏ nhỏ nữa. Mình ăn thử nha. Tự nấu tự khen. Sợi bánh canh dai dai. Ngon quá. Ăn thử con tôm mà. Tôm ở đây nó cũng dai dai. Sợi bánh canh nữa nè. Sợi bánh canh mình làm. Rất là ngon. Mình sẽ bỏ đây qua một bên mình ăn cái con lobster này nha. Đầu tiên bẻ cái càng trước nè. Wow, bên cái càng. Mùa này lobster không không được chắc. Mình sẽ ăn thử nha. Vẫn còn ngon á. Mình ăn với bơ. Bạn nào thích ăn muối tiêu chanh, ăn với muối tiêu chanh cũng ngon. Luôn luôn ăn cái càng trước. Ở nước ngoài ăn ăn tôm hùm sướng lắm mấy bạn, cũng cũng không có mắc lắm, người nào cũng có thể ăn được. Ăn cái này phải bắt tay.
Ngon tuyệt vời. Để mình bẻ cái đầu ra nha. Con này nó có trứng. Nè mấy bạn, con này nó có trứng. Để dở cái đầu nó ra là thấy. Nó có trứng. Có trứng đây luôn. Thấy không mấy bạn? Nó có trứng. Mình bẻ nguyên miếng này ra luôn nha. Nó có trứng không? Mình coi trên lưng nó có trứng không nha. Thì nó chỉ có chút xíu à. Nó chỉ có chút xíu à. Mới có trứng hay sao á? Có chút xíu thôi. Tôm hùm bên đây rất là ngon các bạn ơi. Nó dai. Không biết tôm hùm ở Việt Nam như thế nào. Lúc nào về Việt Nam chắc cũng phải ăn thử cho biết. Ngon quá. Ăn con tôm này với tô bánh canh no tới chiều. Ngon dài quá. Các bạn nào có đi ở Mỹ chắc cũng biết tôm hùm bên đây ăn ngon rồi. Mà các bạn ở Việt Nam á, có du lịch qua Mỹ nên ăn tôm, nên ăn thử tôm hùm. Các bạn ở Việt Nam á đã ăn tôm hùm ở Mỹ rồi á thì cho mình biết là tôm hùm ở Mỹ với tôm hùm Việt Nam nó như thế nào nha. Mình chưa có ăn tôm hùm ở Việt Nam bao giờ hết nên không có biết. Ngon quá. Cái đầu mình chỉ ăn cái phần trứng thôi. Ăn hết con tôm hùm. Bây giờ đợi mình đi rửa tay rồi mình ăn tiếp cái tô bánh canh này nha. Nguội rồi mình mới hâm lại, giờ ăn tiếp.
Người ốm ốm như mình vậy ăn dữ lắm mấy bạn ơi. Ăn hoài mà không mập. Bạn nào có cách nào làm cho mập ra chỉ cho mình nha. Mình ăn quá trời luôn. Người vẫn ốm. Sợi bánh canh mình làm rất là cái độ dai cũng vừa phải, ăn rất là ngon. Mình ăn tôm quá trời. Ăn nguyên con tôm hùm mà trong đây còn có mấy con tôm nhỏ nữa. Mình rất là mê hải sản các bạn ơi. Trời ơi, tôm bao nhiêu cũng thích ăn hết. Tôm cá thịt không thích lắm. Ok, mình ăn hơi chậm. Chắc có lẽ mình bye bye các bạn ở video này. Để mình ăn nốt cái tô bánh canh nha. Hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.